Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụ Music. Hôm nay mình xin mời các bạn đến với cây piano điện được rất nhiều anh em yêu cầu là về cây đàn này đi. Cây đàn mà mình không cần giới thiệu về tên của nó vì nhiều bạn xem clip của kênh đã biết đó chính là Kodman KS1 Bluetooth. Nào bắt đầu thôi. Và buổi sáng anh khách đã không ngại đường xa đến showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 để trải nghiệm và tận mắt chiêm ngưỡng cây KS1 Bluetooth này đang được trưng bày tại cửa hàng. Nào các bạn lên đường đem KS1 Bluetooth về Biên Hòa nhé. Đây là khung cảnh đường phố, mọi người đang tấp nập qua lại, dòng xe xuôi ngược cho những buổi công việc cuối cùng trong ngày. Bầu trời thì trong xanh, những làn gió mát thổi nhẹ nhẹ. Tụi mình đã đến khu dân cư cao cấp. Nào, cùng vào để đến nhà của anh thôi. Đường phố khu dân cư rộng và thoáng, rất thích hợp cho các hoạt động cần sự yên tĩnh. Và việc học nhạc chính là nhu cầu giải trí phù hợp nhất mà bạn nên trải nghiệm. Cùng mình đợi team nhé. Xe chở KS1 Bluetooth đã đến. Tiến hành lấy đàn xuống thôi. Cây piano được bạn nhân viên và anh tài xế cẩn thận mang xuống. Đàn có trọng lượng nhẹ, chỉ 39kg nên vô cùng dễ dàng để mang vác. Chuẩn bị mang đàn vào nhà khách nhé. Đây là phía bên trong nhà khách, khu vườn với nhiều cây xanh tạo nên khoảng không gian mát mẻ và bầu không khí trong lành. Nhà có thiết kế sang trọng tạo theo kiểu kiến trúc châu Âu, được điểm thêm cây KS1 Bluetooth từ nước Anh, càng tô điểm thêm nét phương Tây của căn nhà. Cùng lắp đàn nhé. Trong thùng sẽ gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Quà tặng kèm theo sẽ là ghế piano cao cấp. Khi chơi đàn hãy theo dõi những điểm nổi bật trên cây piano này nhé. Kiểu dáng vô cùng gọn nhẹ là một trong vô số điểm nổi bật của đàn. Ngoài ra còn có bàn phím 88 phím, trang bị 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, đàn sở hữu đa âm 128 polyphony và 20 âm sắc đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn sở hữu nhiều chức năng tương tự KS1 với metronome đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, twin nova trộn tiếng và jazz bow tăng giảm tone, kết nối với nhiều cổng âm thanh chất lượng cao, kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà ba mẹ phải dùng cho bé khi chơi đàn mà còn đỡ vướng gây nguy hiểm khi bé tự học một mình. Kodman đem đến các bé ba màu để lựa chọn là trắng, đen và nâu gỗ. Chế độ bảo hành trên KS1 Bluetooth vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là quá trình lắp đàn đã hoàn tất. Các bạn hãy cùng anh và hai bé bóc siêu đàn nhé. Ngoài ra, team cũng đã hướng dẫn anh sử dụng tính năng học nhạc trên app bằng tính năng MIDI Bluetooth vô cùng hiện đại ngay trên đàn. Cảm ơn anh và các bé đã tạo điều kiện để Kodman KS1 Bluetooth và Minh Phụ Music làm bạn đồng hành để đem đến gia đình những giờ phút tràn đầy tiếng cười. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập mới sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.